Cho chúng mượn nhá. Đây đây chúng quạt rồi. Tâm xong tham gia. Này 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 chú bảo này. Đấy, thấy không? Thấy thầy chó bay không? Đấy, mạnh lên nhá. Trời ơi, cơm cũng nắng nè. Đây nè. Cơm cũng nắng nè. Đúng rồi. Trời ơi. Quẩn cho cô một xíu, mình nắng quá. Một sơ suất là cái đấy bay vào mặt. À, mình đấy rất thương. Chị đánh với ai? Thắng 3 trận rồi hả? Ai vậy? Là cặp cuối là đánh với cặp đó hả? Đánh được mà. Chắc cô đánh cái này là hơi khớp sao? Đánh đánh móc ngoéo đủ kiểu ấy. Vậy chị đánh ai nữa? Không ý là cặp đánh với cặp nào nữa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em vừa chị bảo làm lông bò húc đi cho tí uống sung.